Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay ha, mình xin được inbox ha, giới thiệu với mọi người con router của Marotix ha mọi người. Con này mình mua, mình gắn cho bên khách hàng ha. Giờ sẵn tiện mình inbox nó luôn, giới thiệu cho mọi người ha. Thì đây là con router của hãng Mirotic thôi mọi người. Cái model nó là GB750 GG3 ha. Thì giới thiệu thơ sơ qua nha. Thì Mirotic là của một quốc gia ha, ở châu Âu, Latvia ha. Chuyên sản xuất các thiết bị mạng ha. Gồm có router, switch, Wi-Fi đâu ha. Chạy cái hệ điều hành là router OS. Con này thì giá khoảng là 1 triệu 750 nghìn thôi mọi người. Mọi người thấy nó nhỏ như vậy ha, nhưng mà khả năng chịu tải là khoảng 100 user ha. Rồi, cái mã nó là GB ha, 750 GG3 ha mọi người. Rồi, hôm nay mình sẽ inbox nó ra giới thiệu với mọi người ha. Rồi, sau này mình sẽ dùng con này, mình sẽ làm những bài lab ha để giới thiệu với mọi người. Rồi, trước tiên mình sẽ mở nó ra ha. Đây, con router của chúng ta nha. Mình cũng chưa có ghim điện luôn. Mà lấy về á là mình review với mọi người liền ha. Đây, Mirotic ha mọi người. Cậu thuộc Cộng hòa Latvia ha, châu Âu. Rồi, nó rất là nhỏ gọn ha. Nó nằm trên lòng bàn tay của mình nè, mọi người thấy không? Rất nhỏ gọn ha. Nhưng mà nhỏ nhưng mà có vỏ nha mọi người. Thì khoảng 1 triệu 750 coi như 1 triệu 8 đi ha. Hàng chính hãng nha. Rồi, mình giới thiệu sơ về cái mặt trước đi. Đây gồm có cổng cấp nguồn ha. Tiếp theo là cái nút reset. Đây là cái đèn power ha. Rồi có một cái khe micro SD nè, để chúng ta mở rộng bộ nhớ trong ha. Thì cái con này là nó được 5 cổng ha mọi người. 5 cổng mà 1 GB nha. Đặc biệt cái cổng số 1 này hỗ trợ PoE ha mọi người. Thì chúng ta sẽ có hai cách cấp nguồn. Một là cấp nguồn trực tiếp từ adapter ha. Hai là sử dụng nguồn PoE. Thì mình cũng giới thiệu sơ với mọi người thôi. Rồi sau khi xong những bài lab sau đó thì mình sẽ dùng con này ha, mình cấu hình demo cho mọi người xem ha. Đặc biệt những cái tính năng của cái con này mình rất thích, đó là tất cả các cổng này nè, 5 cổng ha. Mình thích cổng nào là cổng WAN cũng được. Bây giờ mình thích cổng số 5 là cổng WAN cũng được. Mình thích cổng số 1 là cũng được ha. Nói chung nó rất là linh hoạt. Rồi, tiếp theo về phần bên hông, rồi không có gì ha, có cái tem. Rồi phần sau cũng không có gì. Rồi kế tiếp. Rồi cái này quan trọng nha mọi người. Ở đây có một cái cổng USB ha. Rồi để chúng ta có thể gắn mở rộng kết nối internet á. Đây là ví dụ như là 4G á, gắn cái USB 4G ha. Còn không là chúng ta gắn USB để mở rộng bộ nhớ trong luôn. Rồi, đây ha mọi người xem ha. Đây là cái tất cả các đèn ha. 1 2 3 4 5. Rồi, mọi người nhìn lại lần cuối ha.
Mình thì chủ yếu là giới thiệu cái tính năng cơ bản cho mọi người xem thôi ha. Đây, model ha. GB750GG3. Rồi, tiếp theo mình xem trong hộp cái còn cái gì không ha. Rồi, ở đây một cái sách hướng dẫn ha. Rồi, kèm thêm một cái adapter. Adapter này mình thấy làm rất là đẹp ha. Xạo. Rồi, output là 24V ha mọi người, 0,38A. Rồi. Rồi, ngoài ra hết rồi ha. Không còn gì hết. Rồi, bỏ qua bên. Đó. Chủ yếu là con router của chúng ta nè. Rất là nhỏ gọn. Rồi thôi, mình xin kết thúc cái video tại đây ha. Những clip tiếp theo thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn mọi người cấu hình trên con RB750GG3 này ha. Rồi, xin chào mọi người nha.